tên YouTube của mình có nghĩa là chính là mình yêu tất cả các bạn nhá. Hello mọi người. Đúng rồi, sau đây ấm mộng lại có Temo 3 sao. À, ok em. Tối nay chơi hơi đen nhở, vẫn cảm giác nó vẫn chưa có một con tướng năm vàng nào có thể xuất hiện xích xác một chút. Chơi long tộc nó không ra Neko mọi người. Ok Khoa nha. Galo rank à? Ok em ơi. Hello mọi người nha. Không là tên là thần tài mọi người này. Thần tài 8386 này. Chắc là chiến tài xỉu à. Mùa sau hy vọng sẽ hệ hắc đồ cho thần tài mọi người. Hy vọng thế. Hello Trường Phạm nha. Calista phun rất vàng này. Ngân Trần, sao em không đào được game á hả? Anh cũng không biết nữa em. Chắc đang bảo trì, em thoát khỏi Garena vào lại đi. Tám ma sứ à? Tám ma sứ không thể quyết định được đâu. Nó dựa vào nhân phẩm thôi. Vì đâu, xin ở ran
Nguyên rồi. Game này tiếp tục level 9 với 5 vàng 3 sao mọi người ạ. 5 vàng 3 sao full 9 mạng nha. Tôi làm 2 sai rồi. Khó nhất kích hết à? Có cái nhất là 8 ma sứ và 8 suy vong nha. Và khó kích nhất. Bởi vì hai hệ đó thì chúng ta phải có hai hệ nhân tạo mới có thể làm được. Ui, thôi xong rồi, thua rồi. Đã xong lửa luôn. À, không gặp. Bây giờ ở level 5 này ra Galio nhờ. Phê luôn mọi người, 5 năm tộc từ sớm luôn. 2.7 ra 5 năm tộc. Hello, chào tất cả mọi người nha. 6 pháo thủ cũng khó đúng rồi. 6 pháo thủ từ đầu mùa đến giờ là mình mới làm một trận duy nhất, đó chính là Lucian 3 sao 6 pháo thủ. Những cái hệ mà có hai hệ nhân tạo là khó nhất. Ôi ôi. 4 quân đoàn thôi thua rồi, gặp này thua chắc, không thắng được mọi người. Mất chỗ thắng rồi. Hy vọng sẽ gặp ông này, gặp ông một ông yếu hơn đi. Level 5 luôn rồi. Đừng gặp này, đừng gặp Bully. Đồ. Gặp luôn mọi người ơi. Chú thắng 4 trận của tôi, má bãi phải đá chứ. Phí ghê. Đúng rồi, Tuyền là Bùi Văn Tuyền, giờ này đen quá. Hello bé Chu nha. Hello bé Chu. Long tộc này vào đây. Nhân phẩm thôi em, nhân phẩm là mạnh hết. Tôi làm 2 chai rồi. Để xíu nữa xuống lấy tiếp. Xíu nữa làm chai nữa là đẹp.
Chứ là xét được Galileo từ sớm. Anh tiểu lộ tốt đấy à? Anh tiểu lộ xương xương thôi. Từ từ nha mọi người, mình có cuộc điện thoại phát, mình sẽ tắt mic đi. Nha, mình sẽ tắt mic một chút nha mọi người. Ivan ba mũ hả? Ivan ba mũ không mạnh đâu em, nó yếu lắm. Không có Galio luôn, máu đang thấp không có Galio mọi người ạ. Hello, chào mọi người nha. Chứ nữa mình sẽ chuyển đồ cho Aksan. Hello. Chưa kịp cho con ấy vào. Phiêu xích cần bay thôi. Ok, win rồi. Chế đồ chuyển cho Aksan. Úp level 9. Donate cho mình hả? Donate cho mình có thể donate qua số tài khoản nha.
Anh có thể đưa cho mình cái tài khoản này và mình sẽ đọc bằng mồm luôn nha. Đọc là cảm ơn bằng mồm luôn. Này cô! Garen 3 sao 1 triệu nhé bro à. Tôm 500k à. Phê rồi bro. Real không? Real không để mình làm thêm chai bia nó đánh cho nó tít này. Garen 3 sao à. Hello mọi người nha. Nhận ok, chốt kèo nha, chốt kèo anh em, chốt kèo, chốt kèo. Tập trung hết 500% công lực mọi người ạ, 500% công lực luôn. Bây giờ ấy, ngày mai ngày sinh nhật mình luôn, mai mình sẽ là trình bởi ngày và sẽ tặng event anh em chơi luôn nha. Mình sẽ tặng một giải đấu custom. Ai giành top 1 sẽ được cạc 50.000. Thực sự cạc 50.000 không to lắm nhưng mà nó là một phần thưởng của mình thôi. Bởi vì đấy là một lần ngày mai chắc là ngày đầu tiên mình sẽ mở giải cho anh em chơi luôn đấy. Tạo custom, tại anh em nào may mắn vô custom thì đạt giải nhất thì được 50.000 cạc nha, Garena nha. Hoặc là điện thoại cũng được. Cố lên, 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 Kalista. Ui, hay quá mọi người. Win đâu? Ơ? Thua rồi. Ui, sao nó chói phát đấy nhở? Ảo thế, nhiều khi pha thua nó ảo lắm mọi người. Bây giờ chỉ có Axan với độ được mình thôi mọi người. Axan cầm đồ này thì đỉnh cao luôn rồi. Hello, chào tất cả mọi người nha. Anh sẽ mai anh sẽ ly từ 8 giờ sáng mọi người nhá. Kalista phóng. Hello chào các mọi người nha. Áp trong lửa. Bây giờ chỉ cần ạc san thôi. Hoặc một quả trứng level 5 là đẹp. Aksan.
Hello chào các mọi người nha. Cái này thì phải xoay bài mọi người ạ, để rớt top 1 thôi. Game này hơi khó, level 9 rồi. Chơi khô máu luôn nhở. Hello mọi người nha. Mình mà thua game nữa là mình sẽ không chơi lọc tộc nữa. Còn nếu mà vẫn thắng thì vẫn chơi. Top 1 ở Phaelos 3 sao đi. Game này mình sẽ làm ở Phaelos 3 sao mọi người nhé. Thia. Úp level 9 ta. Để giành vàng đi. Nếu mà thua ấy, mình sẽ run. Còn thắng thì mình để lên level 9. Đó sẽ là cái chiến thuật của mình. Top 1. Mình sẽ để giành vàng nha. Thua là úp Ron ở level 8. Còn thắng là level 9. Top 1, top 2. Top 2 mình win chắc. Mình win chắc top 2 luôn. Với cái đội hình của top 2 mình win 100%. Không phải là thua được. Top 3 thì cũng vậy thôi. Galio. Một giáp thiên nhiên. Garen, thiệp sĩ, suy vong. Mình sẽ lấy ở Phaelos. Ông này cầm một con này. À lấy găng mặt thạch ấy nhầm. Găng mặt thạch của người. Hoặc là Sojin nha. Ok lấy găng mặt thạch cho con Heminger. Nó khạc một phát là bốc hơi luôn. Đồ. Lấy ở Phae đi. Để tăng khả năng lấy ở Phaelos 3 sao nha.
Ủa, y là sát thủ à? Ồ. Hello, Tiến Đặng nha. Long tộc chưa một quả trứng này là 4 nào, hoặc chơi quả trứng này là 5 nào mọi người ạ. Ảo kinh khủng. Đòn khá là easy đúng không? Vigo. Sổ. Hello, chào mọi người nha. Hello, chào mọi người nha. Nico. Nico. Hello, chào tất cả mọi người nha. Vego, mọi người nhìn thấy Vego, mình phải đổi đội hình, đổi vị trí ngay, không là nó bắt ngay. Wow, phải lốt. Siêu tởm mọi người ạ, mạnh kinh khủng. Kama và Kale, ai sẽ thắng đây? Cái áo Kama và thắng mọi người ơi. Ở phải lốp. Đúng rồi. Mình tưởng thua cơ mọi người. Mình nghĩ là sẽ thua cơ. Heimerdinger, Heimerdinger. Ông này thì không có con nào bắt được, không có cái lốc nữa nên mình không phải di chuyển vị trí nhiều. Hello Ngọc Hoàng nha. Không sai ơi. Mình đã chơi long tộc là chơi tới chết, khi nào còn ít máu ấy thì đổi thôi. Một khi đã chơi không phải sợ mọi người ơi. Một khi đã chơi không phải sợ nha. Chơi là chơi khô máu luôn.
Rồi Hemo nha mọi người, để có thể run Hemo 3 sao. Vego à? One shot. Bây giờ mình hỏi anh em nhá. Mọi người có muốn mình lên con Hemingway 3 sao không? Hoặc là Aksan 3 sao không? Mình sẽ chấp nha. Mình chấp này một round. Mình sắp lại một round mọi người nhá. Người anh em thắng quy còn đấy không nhờ? Người em thắng quy, người anh em còn đấy không? Người em chạy đâu rồi? Chết không ta? Không chết được đâu, 131 máu mà. Hemingway 3 sao mọi người ạ. Chắc chắn với anh em luôn, mình hứa bản thân mình luôn là Hemingway 3 sao. Neko! Đấy công mạnh, đấy công mạnh, đấy công mạnh, đấy công mạnh cho nó. Vãi nồi! Một con Hemingway đó mọi người. Ôi một con Hemingway đó kìa. Tại sao vậy? Ok top 1. Không ra luôn.